Xin chào các bạn của kênh bóng truyền Sài Gòn Online. Olympic Tokyo 2020 vừa xác lập cầu thủ đầu tiên ghi được 30 điểm trong một trận đấu dành cho Nam, đó là Yuji Nishida của Nhật Bản. Cầu thủ 21 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên của Thế vận hội Tokyo 2020 vượt qua mốc ghi 30 điểm trong trận đấu kinh thiên động địa để mang về cho Nhật Bản một kết quả đáng kinh ngạc 3-0, 25-21, 20-25, 29-31. 25-22, 15-13 giành chiến thắng trước Iran đưa chủ nhà vào tứ kết của cuộc thi. Đây là trận đấu quan trọng cho cả Nhật Bản và Iran, bởi cả hai đội đều đang nhắm đến một suất trong 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết ở Thế vận hội Tokyo này. Nishida đã ghi được 27 điểm trong 4 xét đầu tiên. Cầu thủ 21 tuổi đã đạt hiệu suất tấn công cao, với tỷ lệ 24 sạch 37, 65% thêm 4 pha chắn bóng và hai cú phát giao bóng ăn điểm trực tiếp cho tổng số 30 điểm của anh ta. Nishida là cầu thủ thứ 10 và là người Nhật đầu tiên, kể từ khi hệ thống tính điểm xác nhận từ Sydney 2000. Lọt vào danh sách uy tín những người đã ghi được 30 điểm trở lên trong một trận đấu tại Thế vận hội, kỷ lục ghi điểm cao trong lịch sử Olympic vẫn là 39 điểm của Đức ghi O.G. trong trận đấu với Serbia 3-2 tại London 2012, trước đó tại Thế vận hội Tokyo bốn cầu thủ từng ghi hơn 30 điểm đã được ghi nhận dành cho nữ với Tizana Boscovic của Serbia hai lần ghi 34 bàn trước Nhật Bản và 32 bàn trước Brazil. Jordan Thompson của Hoa Kỳ đạt 34 điểm trước Trung Quốc và Kim Jeon Cưng của Hàn Quốc ghi 30 bàn trước Nhật Bản. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Bóng Truyền Sài Gòn Online. Mời các bạn tiếp tục ủng hộ và đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn và mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.